Anh ơi, em và anh ấy yêu nhau được 2 năm, em phải cố gắng nhiều và hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này, tiền, công việc, sức lực để giúp đỡ anh ấy. Em ơi, khi mà đi tới đây nha, khi mà em nói em và anh ấy yêu nhau được 2 năm và em phải tốn nhiều tiền, hy sinh nhiều cho mối quan hệ này, tiền, công việc, sức lực để giúp đỡ anh ta. Thì cái câu trước em nói là em và anh ấy yêu nhau á, anh có thấy một điều thôi, chỉ thấy một nửa thôi, là em rất yêu anh ấy, chứ còn anh thấy yêu em hay không, anh chưa thấy nha, và khả năng cao là không. Tại vì khi em nói như vậy, có thấy rõ là cái nhóm hành xử sai của em rồi đó. Tiếp tục mà. Anh ấy luôn nói yêu em, có lỗi với em. Khi anh ta nói có lỗi với em là có thể là nó chính là cái bên trong là anh thấy anh nói à, tao thật sự không yêu em đâu, anh nói vậy thôi. Nhưng thực tế không làm gì được cho em cả. Thậm chí cái cả hẹn hò cũng không luôn á. Thậm chí hẹn hò cũng không luôn có lý do bận này nọ kia. Người đàn ông mà không muốn hẹn hò với em thì em ơi sao gọi là yêu em được. Đến nửa năm nay chưa gặp được nhau. Ôi trời ơi, yêu con mắt tôi. Yêu cái cục gạch chứ yếu gì yếu. Cái người mà người ta yêu, người ta vượt ngục ra, người ta tìm em. Để tiếp tục á. Đến nửa năm nay chưa gặp được nhau. Mặc dù hai người cách nhau không quá 5 km. Trời ơi, tầm nhìn xa dưới 5 km. Tầm nhìn xa dưới 5 km. Em ơi, 5 km là có thể tầm nhìn. Trong tầm nhìn, anh lên cái chỗ đó anh đứng đó đi. Em có thể em đứng em nhìn thấy anh đó. Đó, 5 km. Tầm nhìn xa người ta là trên 10 km. Còn em tầm nhìn xa gì mà 5 km không thấy. Tăng 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 giống như tài thiên, người tài thiên bay này, cân cân đổ vân nhìn đó, 5 km gần muốn chết luôn. 5 km đó là mà nếu đường chim bay có thể là 4 em, tại vì đường đi thì 5 km nhưng mà đường chim bay nhiều khi nó ngắn hơn. As the crow fly. Hôm rồi bọn em có cãi nhau vì anh ấy liên tục gọi video call cho người khác đến nửa đêm rồi nói dối em. Tăng 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 có chuyện rồi đó. Tăng 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 rồi nói dối em hỏi gọi anh gọi cho em, anh bảo anh không thích trả lời em ơi, nó rõ như ban ngày, không có nghĩa vụ trả lời em. Anh ấy từng lăng nhăng với hai cô gái khác khi đang yêu em. Trời ơi, em ơi, em hiểu lầm rồi, anh ta không có yêu em, anh ta cũng không có lăng nhăng, anh ta chỉ đeo đuổi những cô gái nào mà anh ta có tình cảm thôi. Cái này là cái góc nhìn của em nó rất quớt hết rồi. Em thấy không, ở trên em nói là hai đứa em yêu nhau, anh không thấy anh ta yêu em tí xíu nào hết. Và dưới em thấy cái logic nè, anh dùng chữ logic tại vì em có thể bị đau khi anh nói. Nhưng mà cái đau này là cái đau cần thiết để em thay đổi. Ok. Nhưng mà em thấy là anh không có làm cho em đau đâu. Anh chỉ đưa cho em những cái sự thật nó hơi phũ phàng tại vì em thiếu nhiều quá, phiên bản của em tài le mẹ nó hết rồi. Em thấy nè, em nói là anh ta từng lăng nhăng với hai cô gái khác. Em lăng nhăng là tại vì em coi mối quan hệ em là chuẩn, đúng không? Tức là mối quan hệ hẹn hò của mình là chuẩn. Anh ta không có lăng nhăng. Thực ra nha, với hai cô kia là anh ta mới đang đúng là đang có đeo đuổi, là có cuộc sống tình cảm. Với em á là tiền bạc, giống như là được giúp đỡ thôi. Em không phải là cái cuộc sống tình cảm của anh ta. Em nhận định là lăng nhăng là tại vì em coi mình là đúng. Trong khi no. Ok, tiếp tục nè. Cho nên đó không phải là lăng nhăng. Và em nói là trong khi đang yêu em, không, mối quan hệ của em không có tình cảm, thấy rõ ràng luôn. Rồi sau đó anh chặn em, đó, kêu yêu, xóa toàn bộ liên hệ của em, đổ lỗi và chỉ trích em, tức là góc nhìn của anh ta cũng giống em ở chỗ đó đó. Em vừa mới đổ lỗi anh ta là anh ta lăng nhăng, và anh ta bây giờ đổ lỗi em, tại vì góc nhìn của anh ta cũng vậy, theo cái kiểu khác. Rằng em nói nhiều quá, à, rằng em nói quá nhiều, em không thay đổi, nghi ngờ anh ấy từ đó tới giờ, anh luôn nói anh không bao giờ tin tưởng em nữa, cớ chia tay, mình kết thúc đừng bao giờ liên lạc anh ấy nữa. Em không hiểu em sai đâu, em sai tất cả từ đầu em ơi. Cái chữ sai đó nếu mà lấy cái mục tiêu là cuộc sống tình cảm hạnh phúc, em sai từ trong cách nghĩ, em sai từ cái phiên bản của em. Khi mà em vô cái câu đầu tiên là anh đã thấy rồi. Anh ơi, em và anh ấy yêu nhau được 2 năm, anh ấy phải em phải cố gắng và hy sinh nhiều trong mối quan hệ này. Nghe cái câu đó là sai cái tương quan, là sai cái gốc luôn rồi đó. Ngay từ đầu cái con tàu em đi qua cái hướng đau khổ, ngay từ đầu là con đường đau khổ. Tình 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 biết cái nhạc đó không? Con đường đau khổ thì hồi xưa là thập niên 80 của Nga, của Liên Xô, thời đó là Liên bang Xô Viết, là Liên Xô. CCCP viết tắt ba bốn cái chữ giống như phòng cháy chữa cháy ngược á, CCCP người ta là PCCC, phòng cháy chữa cháy. Trời ơi, tiêu hết rồi em ơi, thay đổi đi em ơi, chuyện này là nó tiêu từ cái lúc đầu, nó tiêu thậm chí chuyện sau của em nói này cũng đừng buồn nha. Nếu như em vẫn là như vậy thì mối quan hệ sau cũng vẫn sẽ tiêu, nó tiêu hoài cho tới khi nào em học được bài học. Em ơi, thay đổi đi,
thay đổi hết đi, thay đổi từ giá trị, thay đổi từ phiên bản, thay đổi từ cách nghĩ, thay đổi từ tư duy, thay đổi kiến thức, thay đổi con người mình, thay đổi hết cách đối xử với mình, cách yêu thương mình, kiến thức về tình cảm, hiểu về hành xử, thay đổi hết đi. Kiến thức không đủ cho em đâu, em phải thay đổi luôn, em phải có một cái mong muốn, cái động lực lớn. Kiến thức cũng không đủ nữa, em phải học bằng cảm xúc. Anh Tuấn tư vấn giúp em với ạ, tụi em yêu nhau 6 tháng, anh ấy rất trân trọng em đã được học kiến thức từ anh Tuấn và em đang có cuộc sống rất vui vẻ cho bản thân. Nhưng có đôi khi gặp chuyện không vui, em sẽ không biết nên chia sẻ với anh ấy theo chiều hướng như thế nào để cả hai hiểu nhau hơn. Chia sẻ như thế nào? Anh nói ra cái chuyện đó thôi. Chia sẻ nó mới khó em. Chia sẻ là mình đưa cái mà mình có cho người ta, gọi là chia sẻ. Ok, chỉ có vậy thôi. Mà chia sẻ theo chiều hướng như thế nào sao mà phức tạp hóa nó vậy em? Mình có cái gì đó buồn thì mình nói mình buồn, mình có cái gì đó tổn thương mình nói tổn thương, mình có cái gì đó vui mình nói mình vui, vậy đó. Đừng tấn công người ta được rồi, có vậy thôi. Các bạn đừng có khuôn mẫu quá, là phức tạp quá nó ra. Nếu mà em đang nói em có một cuộc sống tốt đẹp rồi mà em chia sẻ không biết chia sẻ như thế nào thì chưa chắc là cái cuộc sống em gọi là em đang cuộc sống tốt đẹp vui vẻ được. Tại vì một người đang có cuộc sống tốt đẹp vui vẻ mà khi có một cái gì chia sẻ nó không đặt ra một cái câu hỏi như vậy, người đó sẽ líu lo nhẹ nhàng. Nếu như em đang có cuộc sống vui vẻ thì tại sao có một cái gì đó không vui chia sẻ lại khó mẩy nói ra thôi. Anh ơi em có cái này buồn quá em nói vậy. Chuyện gì vậy em? Không khó nói quá. Cái gì mà khó nói? Chết rồi anh ơi, chết rồi. Cái gì chết? Anh ơi, nó đã không còn nữa rồi. Cái gì vậy em? Con cá vàng của em nó đã chết rồi. Thì đó, mình chiên xù đi, cá vàng chiên xù thì không được bao nhiêu. Nhưng mà nó cũng đỡ, tại vì chiên nó đỡ tanh hơn, hiểu không? Có cái gì đâu thì chia sẻ chứ tại sao mà có cái gì em chỉ kể cái câu chuyện nó ra là chia sẻ. Đừng có tấn công người ta thôi. Anh ơi, chàng trai quá bận rộn với công việc vậy, khi anh ta rung động có tình cảm với cô gái thì quá trình đeo đuổi chinh phục có ảnh hưởng không ạ? Khi mà anh ta có sự rung động thì anh ta sẽ sắp xếp cái sự bận rộn đó. Tại vì sao? Vì sự rung động nó lớn hơn rất nhiều. Tại vì sự rung động nó lớn hơn rất nhiều. Công việc thì có thể sắp xếp, nhưng mà cái cô gái đó sẽ không sắp xếp để phù hợp vào sự rung động của anh, mà anh phải sắp xếp sự rung động để có được cô gái. Chính vì vậy cho nên anh ta bận cái nào bận, nhưng khi anh ta rung động anh ta sẽ phải xếp lại. Còn nếu như cô gái đổ thì lúc đó anh ta vẫn sẽ tiếp tục bận rộn theo cái mức đó, tại vì cô gái đã đổ rồi. Cho nên ok, mình không sợ mất nữa, thôi công việc mình lo trước. Thì cái hướng anh chỉ nói cho em biết rồi. Khi em hỏi câu đó thì anh dùng cái nó cực đoan mạnh tí xíu để em thấy nó rõ ra. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.